Tới mà gặp lão đội trưởng phải innova cho phát đi. Dáng thì dây, tay chân thì mảnh, chỉ như cái nó phép. Con giờ đây rồi. Quả này chết với ông. Lão kia, hôm qua lão cho tụi này uống. Nay tôi không có tâm trạng. Đi đâu đây? Ôi trời. Yên nào. Ồ hay, cái lão này vào đây làm cái gì nhỉ? Tôi đến thăm các đồng chí đây. Các đồng chí, xông lên! Đồng chí này, xông lên! Thì ra, chân ông tổ trưởng như vậy là do chiến tranh. Các đồng chí đã làm rất tốt nhiệm vụ. Hãy yên nghỉ nhé. Về rồi ông đội trưởng.